háo hức khao đao, cô gái đi đón năm mới vui muốn xỉu báo các anh an ninh đầu năm. Cái gì vậy bà nội? Sự kiện hot nhất những ngày gần đây không đâu khác chính là khao đao đón chào năm mới 2023 trên khắp các tỉnh thành cả nước. Hòa chung không khí hân hoan đó thì các bạn trẻ khi phố vừa lên đèn thì mình cũng lên đồ đi cháy khao đao. Thế nhưng vì lượng người đổ xô đi quá đông, chen chúc nên khi chưa kịp khao thì lại đao báo các anh an ninh đầu năm mới. Trong khung cảnh sôi động ấy, một người dùng mạng xã hội đã vô tình quay lại khoảnh khắc vui muốn xỉu của bạn gái, khiến cho dân tình không ngừng truyền tay nhau. Trời ơi, cứu tôi. Theo đó thì trong lúc tiết mục của rapper CL người Hàn Quốc đang cực cháy thì xuất hiện đâu đó hình dáng hai anh an ninh đang khiêng một bạn nữ nằm trên băng ca ra ngoài. Được biết cô gái này đến sự kiện từ lúc 2 giờ chiều để chọn chỗ đẹp nhất xem idol. Ấy thế mà khi idol vừa cất giọng thì cũng là lúc đưa bạn ấy ra khỏi khu vực chỗ đứng. Nhiều người còn nói vui rằng chỉ mới vừa thấy mặt idol thôi mà bạn ấy đã vui đến ngất xỉu luôn rồi. Khoảnh khắc ấy sau khi được đăng tải đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới là một số bình luận như sau: mới đầu năm đầu tháng mà đã báo hai ông anh làm an ninh rồi. Đã bảo hết nhạc mới về mà ai ngờ nhạc vừa lên thì đã hấp hối. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.